Nam Cam kỳ 33. Nam Cam nhận án tử hình. Đại gia đình ông trùm run rẩy. Hồ sơ chuyên án Z501 vạch mặt Nam Cam và đồng bọn khép lại chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân và Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh định ngày xét xử. Thẩm phán Bùi Hoàng Danh, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được cử làm thẩm phán chủ tọa phiên tòa xét xử Nam Cam và đồng bọn. Sự phức tạp của vụ án khiến Hoàng Danh chẳng thể nào dứt bỏ công việc sau những giờ hành chính của một thẩm phán. Những tình tiết trong bản cáo trạng và hàng vạn trang hồ sơ liên quan đến các vụ án gộp lại để xét xử theo anh về tận nhà. Để suy nghĩ về lời khai của bị can, của người bị hại có xác thực không để đưa ra những câu hỏi đúng trọng tâm đối với các đương sự tại phiên tòa. Những tình tiết diễn biến trong các vụ án liên quan đến Nam Cam là áp lực rất lớn đối với Hoàng Danh. Phân tích đánh giá nhận xét đúng về mặt pháp lý, chủ tọa phản ánh đầy đủ mọi khía cạnh của từng vụ án sẽ có lợi cho hội đồng xét xử. Ngược lại, việc xét xử và dù tuyên mức án nào trong khuôn khổ luật định cũng không tránh khỏi ý kiến nặng nhẹ khác nhau. Chính vì thế, bản án phải thuyết phục bằng những lý lẽ lập luận hợp lý để chứng minh đúng các sự việc để hội đồng xét xử đưa ra tuyên án đúng tình, hợp lý, công bằng và nghiêm minh. Cuối cùng, cũng đến ngày đưa vụ án Nam Cam và đồng bọn ra xét xử công khai tại tòa, ngày 25 tháng 2 năm 2003. Thời tiết thành phố nóng bức, dù trước đó đã có vài cơn mưa đầu mùa đổ xuống. Kim đồng hồ chỉ 8:30, trong phòng xử án, đại gia đình Nam Cam và đồng bọn ngồi trên chiếc ghế dài. Vợ chồng Nam Cam và các con của y đến tòa án trong tâm trạng sợ hãi. Nam Cam nhận thấy tất cả những người từng là nạn nhân của y đều đến dự phiên tòa xét xử mình. Những hàng ghế dài nặng nề chắc chắn kê suốt tận cuối phòng, chỉ trở lại hai lối đi ở giữa, đông nghịt các sinh viên của trường luật đi thực tập và các nhà báo tác nghiệp. Phòng xử án phút chốc đã chật nít người. Thẩm phán Bùi Hoàng Danh tiến hành các thủ tục trước phiên tòa. Chủ tọa Bùi Hoàng Danh hỏi: các bị cáo đã nhận được bản cáo trạng chưa? Thưa tòa, đã có nhận. Các bị cáo lần lượt trả lời. Đề nghị tất cả đứng vào vị trí của bị cáo trước vành móng ngựa. Chủ tọa nói: hiệp phò mã bùn rủn tay chân, thọ đại úy đầu óc quay cuồng, còn bảo hoàng tử không còn chút bình tĩnh nào nữa. Dù trước đó là luật sư bào chữa của đương sự đã bảo khi tòa chưa tuyên án, thì dưới mắt của mọi người, bị can vẫn chưa phải là kẻ phạm tội, còn phải chờ phán quyết cuối cùng của luật pháp. Luật sư khuyên thân chủ của mình phải thật bình tĩnh trong phiên tòa, đừng lúng túng khi thẩm phán hoặc công tố viên tra hỏi, bởi vì đó là quyền của họ. Nếu người bị chất vấn tỏ ra lúng túng, không trả lời rõ ràng, thì họ sẽ vặn hỏi cho tới khi nào sự việc tuyệt đối rõ ràng, minh bạch. Nam Cam nặng nhọc bước giữa hai hàng ghế tiến về phía vành móng ngựa. Y nghe nhiều tiếng xì xào trong phòng, thấy Trúc Mẫu Hậu khóc quá nhiều. Nam Cam động viên vợ: bà đừng khóc, hãy cố gắng, cứng cỏi, để con cái đỡ hoang mang, sợ hãi. Một mình tôi làm chúng đau lòng là đủ rồi. Đại gia đình Nam Cam và đồng bọn đã có những giây phút sợ hãi như vậy. Thư ký đọc xong bản cáo trạng, phòng xử án xôn xao ồn ào. Chủ tọa Bùi Hoàng Danh dõng dạc gọi: bị cáo Trương Nam Cam. Nam Cam bước tới phía trước: bị cáo có biết mình bị tội gì không? Bị cáo có thú nhận mình đã phạm tội hay không? Nam Cam ấp úng: thưa tòa, theo luật pháp thì tôi thừa nhận có tổ chức đánh bạc trái phép, nhưng... Chủ tọa nghiêm giọng: bị cáo nghe cho rõ, nhà nước nghiêm cấm cờ bạc dưới mọi hình thức, hãy cho tòa biết bị cáo có công nhận mình phạm tội hay không? Sự danh ma của Nam Cam buộc chủ tọa phải hỏi như vậy để chứng minh được tội trạng của Nam Cam tại phiên tòa trước khi tuyên án. Lần lượt các chiêu trò tội phạm của Nam Cam được hội đồng xét xử thẩm vấn công khai để làm rõ tình tiết liên quan đến vụ án tại tòa. Tòa thẩm vấn bị cáo Nguyễn Tuấn Hải, tức Hải Bánh. Bị cáo có thừa nhận là mình cùng Vũ Hoàng Dung, tức Dung Hà, tổ chức tạt axit Lê Ngọc Lâm, tức Lâm Chín Ngón, theo lệnh của Trương Nam Cam hay không? Hải Bánh đáp:
Thưa tòa, có. Mặt Năm Cam nhăn nhó, nặng nề thở dài. Hải Bánh chậm rãi khai tiếp. Thưa tòa, bị cáo đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình. Bản thân đã thành khẩn khai báo, kính mong tòa xem xét giảm nhẹ tội. Chủ tọa Bùi Hoàng Danh nhìn Năm Cam. Bị cáo Trương Năm Cam, hãy cho tòa biết lời nhận tội của Nguyễn Tuấn Hải có đúng hay không? Năm Cam thất thần. Thưa tòa, tôi không. Năm Cam nặng nề không nói được lời nào nữa. Theo lời khai ban đầu của Hải Bánh tại cơ quan điều tra, nay tại tòa cùng những bị cáo khác cho thấy đủ cơ sở để tòa buộc tội hành vi Năm Cam là kẻ chủ mưu trong các vụ án trước tạt axit Lâm Chín Ngón để trả thù cá nhân, hàng loạt các vụ đánh bạc đưa hối lộ, các vụ thanh toán trả thù và triệt tiêu đối thủ của Năm Cam được khai nhận rõ ràng. Nét mặt các bị cáo đều nhăn nhó vì hội đồng xét xử như đã tường tận hết mọi vụ việc, biết rõ hành vi phạm tội của từng người, phong sự án ồn ào, phẫn nộ nhằm vào Năm Cam và những người bị cáo từng là cán bộ quyền lực nhưng đã bị tha hóa. Các lời khai của những bị cáo này không có gì mới mẻ so với những lời khai trước đó. Năm Cam vẫn một mực chỉ thừa nhận tổ chức đánh bạc, chứ nhất quyết không khai nhận y là kẻ chủ mưu giết hại Phan Lê Sơn, Hồ Phước Hưng và Dung Hà. Y phản biện đúng như nhận định của nhiều người. Thưa tòa, theo kết luận điều tra và cáo trạng, sau đó đều xác định Bảy Việt là kẻ chủ mưu giết người. Từ việc đưa hung khí đến lôi kéo đồng bọn đánh nhau và đâm chết Phan Lê Sơn, Hồ Phước Hưng, còn tòa cho tôi chủ mưu giết Dung Hà, tôi thấy không đúng bởi vì tôi không có giao Hải đi giết Dung Hà. Tôi chỉ nói chuyện với Hải qua điện thoại rằng đi đàm phán với Dung, chứ có bảo Hải phải giết Dung đâu. Hải có mâu thuẫn với Dung nên tự làm việc này, chứ tôi chẳng liên quan gì. Hải Bánh bác bỏ. Thưa tòa, hai kẻ đứng ra tổ chức cho đàn em dùng mã tấu chém anh Phan Lê Sơn đến chết là Thọ Đại Úy, con Bảy Si, cháu ruột Năm Cam, và Trương Hiền Bảo, con trai Năm Cam. Lúc đó Năm Cam đang ở đâu? Hội đồng xét xử hỏi. Thưa tòa, Năm Cam đang ở Hà Nội để bàn với giới giang hồ phía Bắc về việc thành lập đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia. Hải khai rành rọt. Bị cáo cho tòa biết, có phải chính bị cáo Trương Năm Cam đã bàn với bị cáo việc bắn chết Dung Hà? Hội đồng xét xử hỏi. Hải Bánh vạch tội Năm Cam. Thưa tòa, chính Năm Cam đã chỉ đạo cho tôi và chi tiền cho tôi đưa Hưng Phi Nhon và Trường Xoan đi trốn sau khi bắn chết Dung Hà. Riêng vụ giết chết trung sĩ Phan Lê Sơn và Hồ Phước Hưng, đối tượng Bùi Anh Việt tức Bảy Việt đã có đơn gửi ban chuyên án xin khai hết sự thật. Lời khai cho thấy Thượng tá Dương Minh Ngọc và Thượng tá Nguyễn Mạnh Trung đã bật đèn xanh để bọn tội phạm thông cung khai báo Bảy Việt là hung thủ theo đạo diễn của Trương Nam Cam. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, khi đã có tội phạm đầu thú, hướng điều tra sẽ tập trung làm rõ hành vi giết người của tên này. Nam Cam sẽ chờ đến khi kết luận điều tra về vụ án được hoàn thành, chuyển sang viện kiểm sát và đưa ra tòa xét xử thì kẻ đầu thú sẽ phản cung. Do vậy, vụ án hoặc sẽ rơi vào bế tắc phải hoàn trả hồ sơ cho cơ quan điều tra, hoặc sẽ diễn tiến theo hướng có lợi cho chúng trong khi thủ phạm chính vẫn ung dung ngoài vòng lao lý. Giới giang hồ Sài Thành đã rộ lên anh Năm đã chỉ đạo đàn em thế mạng cho sát thủ. Không hiểu vì sao thông tin này không được phòng cảnh sát hình sự điều tra xem xét. Thêm nữa, tài liệu điều tra ban đầu và những bằng chứng thu thập được cho thấy đây là vụ cố tình sát hại trung sĩ Phan Lê Sơn được sắp xếp bởi bàn tay Năm Cam, nhưng quá trình điều tra lại cho rằng đây là một vụ va chạm xô xát ngoài quán nhậu dẫn tới án mạng. Liên quan đến vụ án và nhận hối lộ của các năm 1995-2001, các ông Phan Thanh Đạo, Nguyễn Thập Nhất, Phạm Sĩ Chiến, Trần Mai Hạnh, Bùi Quốc Huy, Võ Quang Thắng, Hoàng Linh là những nhà báo, phóng viên được nhắc đến với các tội danh nhận hối lộ và thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Thời chiến, trong các trận đánh với quân thù, chuyện thương vong không tránh khỏi, nhưng đó là trận chiến, còn đây là vấn đề tiền bạc của tội phạm. Những người lẽ ra không được phạm pháp nhưng lại phải ra tòa đứng trước vành móng ngựa để nghe hội đồng xét xử luận tội.
hay là cơ hội để soi dọi lại trọng trách của mình, để thấy được mình đang làm gì, ở đâu và nên dừng ở mức độ nào. Chủ tọa Bùi Hoàng Danh rất đau lòng khi nhắc đến tên các bị cáo là cán bộ cốt cán, anh hùng lực lượng vũ trang. Nhưng một tên du thủ du thực không ra gì như Nam Cam chỉ có thể đánh gục một số người có quyền hành thực thi pháp luật do mất cảnh giác, chứ không thể lũng đoạn an ninh, trật tự xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh quốc gia. Nam Cam kỳ 34. Nam Cam đền tội và câu chuyện về phiên tòa nhiều kỷ lục. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa luận tội. Bản cáo trạng đã kết luận đúng bản chất vụ việc. Bị cáo Trương Nam Cam tuy không trực tiếp hành động, nhưng thông qua các chứng cứ đã đủ chứng minh y là kẻ chủ mưu. Dẫn giải của công tố viên ít nhiều cũng dựng lên trước mắt mọi người bức tranh rõ nét về sự thông đồng giữa Nam Cam và các bị cáo. Viện Kiểm sát viên trình bày: trong quá trình tham gia xét xử, tôi đã nhiều lần tự đặt ra cho mình câu hỏi, làm sao có thể xảy ra một điều là cùng một lúc có hai án mạng xảy ra, chỉ cách nhau thời gian rất ngắn mà kẻ chủ mưu vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Chỉ vì đồng tiền mà một ít người từng là sĩ quan công an cấp cao, có nghĩa vụ điều tra xét hỏi tội phạm, từng nắm quyền công tố tại các phiên tòa và nhà báo đã bị biến chất, làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm pháp luật. Thật đau lòng khi tôi phải nói điều này, nhưng sự thật buộc lòng tôi phải nói một lời cảnh báo. Không ham tiền, không đam mê vật chất, không đánh đổi cái cao cả cuộc đời mình cho tội lỗi, thì không có việc chúng ta, những người thực thi pháp luật, phải luận tội để xử nhau. Tôi xin kết thúc lời buộc tội của mình, tin rằng lúc nghị án, hành vi phạm tội của từng bị cáo sẽ được phán quyết đúng đắn và khách quan nhất. Luật sư Nguyễn Đăng Trừng bào chữa cho Nam Cam phát biểu: hành vi tổ chức đánh bài là sai pháp luật, nhưng bị cáo đã thành khẩn nhận tội. Dù còn mập mờ giữa có hay không, việc bị cáo chủ mưu giết hại Phan Lê Sơn, Hồ Phước Hưng và Dung Hà, nhưng với quan điểm nhận tội để được hưởng khoan hồng, cuối cùng bị cáo cũng đã nhận tội. Từ hành động này, tôi đề nghị hội đồng xét xử xem xét trên tinh thần nhân đạo của pháp luật. Được nói lời sau cùng, Nam Cam không còn sức phản kháng nữa. Kính mong tòa xem xét lời bào chữa của luật sư để giảm nhẹ mức án cho bị cáo. Các thành viên trong hội đồng xét xử nhìn các bị cáo còn lại, tất cả im lặng. Hội đồng xét xử quay bước vào căn phòng phía trong nghị án. Mọi người có mặt trong phòng xử án ồn ào bàn tán, một số người bỏ về, các luật sư bào chữa ra ngoài. Nỗi hoang mang hồi hộp xâm chiếm mọi suy nghĩ trong đầu của các bị cáo. Cuối cùng, giây phút quan trọng nhất trong phiên tòa cũng đã đến. Mọi người đứng dậy, nín thở nghe Chủ tịch Bùi Hoàng Danh thay mặt hội đồng xét xử tuyên án các bị cáo Trương Nam Cam, Châu Phát Lai Em, Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Hữu Thịnh, Phạm Văn Minh, Hồ Văn Tùng mức án tử hình. Phạt tù chung thân đối với Nguyễn Tuấn Hải, Nguyễn Xuân Trường, Bùi Anh Việt, Văn Công Tiến. Các bị cáo còn lại trong vụ án cũng nhận mức án thích đáng theo tội danh đã truy tố. Trong 58 ngày xét xử, dư luận trong và ngoài nước quan tâm đặc biệt đến phiên tòa. Lý do dễ hiểu, vì Nam Cam và đồng bọn được coi là đại ung nhóm, gây bức xúc đối với xã hội, đã nhiều năm khuấy động cuộc sống của người dân, gieo rắc trên bước đường tội lỗi của chúng không biết bao nỗi đau, chết chóc, tan cửa nát nhà, suy thoái đạo đức. Vụ án còn được chú ý bởi quá trình gây ra khá dài, địa bàn khá rộng, nhiều tội danh khác nhau, và trong nhóm bị can có mặt cả những quan chức cao cấp. Dư luận đồng ý với phát biểu của vị chủ tọa trong cuộc họp báo sau khi phiên tòa kết thúc: đây không phải là vụ án xử tội đưa và nhận hối lộ. Đưa và nhận hối lộ thực sự chỉ là một khía cạnh của vụ án, trong khi bản chất của nó là một trọng án hình sự. Trong truy tố và xét xử một băng nhóm có tổ chức
gần như chuyên nghiệp. Mối nguy hiểm chính là từ chỗ này. Nam Cam và đồng bọn không phải bỗng nhiên ra tòa, không phải tại tòa mới định hình tội danh. Nói cho cùng, tòa làm công việc xác định mức án cụ thể, chứ tội danh thì đã được bộc lộ từ lâu qua quá trình băng nhóm này gây tội. Vụ án khép lại trong một phiên tòa sơ thẩm, giá trị trừng phạt trực tiếp tất nhiên không thể bằng giá trị răn đe, mà nội dung chính là phiên tòa cho thấy pháp luật không nương tay với cái ác. Như đã nói, đứng trước vành móng ngựa lần này có một số quan chức, kể cả vài người giữ cương vị cao trong đảng và chính quyền, đoàn thể. Tuy nhiên, phiên tòa không xét xử một cách riêng biệt số quan chức phạm tội, mà xét xử một vụ án trong tội danh chung, tức những quan chức này nằm trong danh sách của cả băng nhóm, là thành phần của băng nhóm Nam Cam và đồng bọn. Họ bị truy tố với tư cách ấy. Cuối cùng, bài học cần rút ra lớn hơn bản thân từng tội phạm: sự nhanh nhạy để ứng phó và ứng phó có hiệu quả đối với các băng nhóm tội phạm, sự mua chuộc các quan chức, sự đục ruỗng bộ máy quản lý, trong đó có cả bộ máy thực thi pháp luật của kẻ xấu. Đây là đấu tranh lâu dài mà vụ án dạy cho người dân, đến người có trách nhiệm lãnh đạo và quản lý rất nhiều điều trong tình hình còn phức tạp hiện nay. Phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử vụ Nam Cam là vụ án lớn, số bị can lên tới 155 người, trong đó 107 bị can đang tạm giam, 48 bị can tại ngoại, gồm 24 tội danh khác nhau, phải ra trước vành móng ngựa, cùng 238 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trong số 155 bị can có 21 người nguyên là cán bộ công chức nhà nước và cơ quan bảo vệ pháp luật, 13 sĩ quan công an, 3 cán bộ viện kiểm sát và 5 cán bộ cơ quan hành chính, 17 đảng viên đã khai trừ khỏi đảng, 10 đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng. Để đảm bảo đủ điều kiện cho công tác xét xử, có trên 500 người tham dự, kinh phí 800 triệu đồng Việt Nam đã được chi ra nhằm mục đích mở rộng, nâng cấp trang thiết bị cho phòng xử án. Thẩm phán Bùi Hoàng Danh, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, là chủ tọa phiên tòa. Tham dự phiên tòa còn có 80 luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo và hai người bị hại là Phan Lê Sơn và Hồ Phước Hưng. Tòa án đã quyết định triệu tập thêm 232 người có liên quan tới vụ án. Các ông Lê Thành Đạo, nguyên viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Thân Thành Huyện và Võ Văn Măng, nguyên phó giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Bông, nguyên phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cùng một số nhà báo khác là những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án đã được triệu tập. Phiên khai mạc được các đài truyền hình, phát thanh của Trung ương và địa phương tường thuật trực tiếp. 214 nhà báo thuộc 70 cơ quan báo chí trong nước, 18 cơ quan thông tấn báo chí trong nước, hàng ngàn bút lục, hàng ngàn trang hồ sơ về vụ án này được diễn giả tuyên đọc tại phiên tòa. Nam Cam kỳ 35 kết án tử hình, ân huệ không dành cho ông chủ. Phiên tòa xét xử vụ án Nam Cam và đồng bọn kéo dài hơn 3 tháng. Hội đồng xét xử tuyên 6 án tử hình, 5 án chung thân và có tổng số phạt tù giam nhiều nhất. Có nhiều tiếng khóc ngất vì mức án quá cao hoặc vì sung sướng khi được khoan hồng. Vẫn có 13 bị cáo kêu oan toàn bộ hoặc kêu oan một phần mà mức án đã tuyên của phiên tòa sơ thẩm. Tất cả các bị cáo còn lại đều kháng cáo xin giảm án, trong đó có Nam Cam. Trong thời gian xét xử phúc thẩm, Nam Cam phải đối mặt với những ngày tháng được coi là tối tăm nhất cuộc đời mình. Trong phòng biệt giam, Nam Cam lấy tay che ánh nắng hiếm hoi lọt qua khe cửa nhỏ. Nam Cam mân mê chàng hạt của sư cô Diệu Quang, là con gái của y đi tu từ nhỏ gửi cho. Sau ngày nhận án tử hình ở phiên tòa sơ thẩm, Nam Cam sụt mất mấy ký. Mọi ngày của Nam Cam bắt đầu bằng việc thức dậy tập thể dục trong phòng giam. Ngoài 3 bữa ăn thì phần lớn thời gian Nam Cam ngồi suy ngẫm về sự đời. Trong phòng giam, cảm giác cô đơn,
sợ hãi khiến Nam Cam gần như không ngủ được, nhất là khi sau ngày nhận án tử. Vì lẽ đó nên Nam Cam gầy người đi. Tại phiên tòa sơ thẩm, Nam Cam đã cúi đầu nhận tội, chỉ đạo Hải Bánh giết Dung Hà. Nhưng sau khi nhận án tử, đã quay ngoắt làm đơn kháng cáo và không chịu thừa nhận tội danh. Điều đó có lý do, vì Nam Cam nghe theo lời luật sư mách nước rằng Nam Cam nên nhận tội thì tòa sẽ khoan hồng. Nam Cam tin tưởng luật sư nên đã nghe lời nhận tội. Tuy nhiên, tòa vẫn tuyên án tử khiến Nam Cam cảm thấy hụt hẫng. Trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới, Nam Cam định sẽ thuê thêm luật sư bào chữa cho mình. Trong khi chờ ngày xét xử, Nam Cam vẫn khẳng định mình không giao nhiệm vụ cho Hải Bánh giết Dung Hà. Nam Cam cho rằng chỉ nói Hải nên tự dàn xếp với Dung cho ổn thỏa. Không ngờ Hải có mâu thuẫn với Dung nên đã tự ý hành động. Những ngày tháng nằm trong khám, nghĩ về cuộc đời, Nam Cam cũng có lúc tỉnh ngộ. Y nhận ra lỗi lầm của mình đã gây họa cho bao người, trong đó có cả vợ và con cháu y. Vì vậy, chỉ nghĩ đến bản thân thì Nam Cam đã không kháng cáo. Nam Cam nghĩ mình đã già, sống không được bao lâu, chỉ cần sự dằn vặt về tội lỗi trong trại giam cũng đủ chết mòn. Nhưng nếu Nam Cam chết vì án tử thì y lo lắng những đứa con của mình sẽ không còn trụ vững trước sóng ngầm của giới giang hồ. Nam Cam nghĩ về hai bà vợ, các con và 7 đứa cháu, đến cả đứa con gái út đi tu từ lúc 7 tuổi, tưởng dứt được chuyện bụi trần mà nay cũng phải bỏ cả khóa Phật học ở bên Trung Quốc về Việt Nam khi hay tin Nam Cam bị bắt. Nhưng nếu đơn kháng cáo bị bác thì Nam Cam cũng sẽ cam chịu. Y đã chuẩn bị tâm lý để đối đầu tất cả. Nhưng nếu nhà nước khoan hồng thì Nam Cam tự nhủ sẽ sống nốt phần đời còn lại cho xứng đáng với sự khoan hồng đó. Những ngày nằm trong tù ngẫm nghĩ, Nam Cam nhận ra một điều đau xót là con cháu sẽ là người phải gánh chịu những tội lỗi do mình gây ra. Nam Cam nghĩ có tội với gia đình, với anh em và xã hội, giữa sự sống và cái chết. Được sống là điều hạnh phúc nhất của cuộc đời này. Dù rằng với Nam Cam, giờ đây sống mà dằn vặt thì còn khổ hơn là chết. Phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án Trương Nam Cam và đồng bọn mở ra để xét xử theo đơn kháng cáo của 69 bị cáo, 6 người bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Chơi con tơ mơ, xe đặc chủng áp giải phạm nhân ra tòa cuốn gió chạy như bay. Từ Tiền Giang lên thành phố Hồ Chí Minh, rẽ vào tòa án thành phố đúng 8 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2003. Thẩm phán Bùi Ngọc Hòa, chánh tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh, chủ tọa phiên tòa phúc thẩm. Phiên tòa kéo dài 26 ngày, không kể thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ. Ngày cuối cùng của phiên tòa, sự thảng thốt một lần nữa xuất hiện trong đôi mắt lờ đờ của Nam Cam. Y nhổm ngồi nghe tòa tuyên án giữ nguyên hình phạt tử hình y về tội giết người, tử hình về tội đưa hối lộ, chấp hành hình phạt chung là tử hình. Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Hữu Thịnh, Phạm Văn Minh, Châu Phát Lai Em cũng cùng chung số phận ra pháp trường. Tòa phạt tù chung thân đối với Nguyễn Xuân Trường, Hồ Thanh Tùng, Bùi Anh Việt, Văn Công Tiến, còn Phan Thị Trúc, vợ Nam Cam và Dương Ngọc Hiệp, con rể Nam Cam đều bị tuyên phạt y án 20 năm tù. Các bị cáo nguyên cán bộ công an, nhà báo gồm Nguyễn Mạnh Trung 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Nguyễn Thập Nhất 4 năm tù về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Phạm Sĩ Chiến 6 năm tù về tội nhận hối lộ. Trần Mai Hạnh 9 năm tù về tội nhận hối lộ. Bùi Quốc Huy 4 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Dương Minh Ngọc 3 năm về tội nhận hối lộ. Ngoài ra còn nhiều mức án dành cho các bị cáo khác. Nghe đọc tuyên án xét xử phúc thẩm, Nam Cam như chết đứng. Trước mặt y, không gian yên lặng và chết câm. Hình như y cảm thấy ngạt thở và bóng tối đặc quánh bao lấy mình. Nỗi sợ hãi lúc đầu còn mông lung, sau đó đổ ập xuống, y run bần bật. Những bước chân người vang lên rời khỏi phòng xử án. Nam Cam đi bên Nguyễn Hữu Thịnh,
đứa cháu gọi y là ông cậu bước lên xe tử tù cùng Nguyễn Việt Hưng, Phạm Văn Minh và Châu Phát Lai Em. Hàng chục năm sống của một con người, tuy không dài nhưng không ngắn, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Giờ đây ngày tháng chờ ra pháp trường, hóa kiếp một lần, làm người trên cõi thế nhân này. Trước khi trở về cát bụi, có lẽ điều thấm thía nhất Nam Cam nhận ra là sự giàu có chưa hẳn đổi được hạnh phúc, và đồng tiền có lúc nó lại đưa mình vào cõi chết. Bản án phúc thẩm khép lại chuỗi ngày chờ ra pháp trường dài dằng dặc, nặng trĩu, những linh cảm không lúc nào được bình yên. Nam Cam lâm vào tình cảnh bế tắc, tuyệt vọng như bao tử tù khác. Có lúc y xem nhẹ cái chết, chờ mong nó đến sớm để chết quách đi cho rồi. Nhưng khi nghĩ đến ranh giới, sự sống và cái chết, bản năng sinh tồn trong y lại thức dậy. Y lại muốn thà suốt đời sống trong ngục tù vẫn còn hơn là phải chết. Sự sống dù có gian khó, khổ đau đến cực cùng vẫn luôn là thứ ân sủng tối cao, quý hơn mọi thứ trên đời. Cũng như bao tử tội khác, những ngày tháng chờ chết, dù là ông trùm nhưng y vẫn bộc lộ hết những gì thuộc về bản năng sinh tồn của con người cần được sống. Từng đêm nặng nề trôi qua, Nam Cam thức trắng, ngồi nói chuyện với cái bóng của mình về sự hành hạ của đồng tiền. Có chuyện y đã nói chuyện với bóng của mình đêm hôm qua, đêm hôm sau y lại lặp lại y nguyên như đêm hôm trước. Sức khỏe Nam Cam giảm sút rõ rệt, gầy đét, xanh xao, tinh thần ngày càng tồi tệ hơn. Sau khi nghe tòa phúc thẩm giữ y án tử hình, chỉ sau một đêm, mái tóc của Nam Cam đổi màu trắng xóa. Mới ngoài 50 nhưng Nam Cam tiểu tụy, già nua đến thảm hại. Ngày trầm mặc suy tư, bất cứ ai hỏi han, an ủi điều gì, y cũng chẳng hề trả lời. Đêm Nam Cam ngồi dậy nói chuyện với cái bóng của mình như người mắc chứng tâm thần. Nói chuyện xong, Nam Cam ngồi xuống khóc dấm dứt. Không thể nào lý giải nổi vì sao đang hồi thế lực gần như bất khả xâm phạm, tên tuổi oai nghi trốn giang hồ bỗng chốc sụp đổ, tất cả chỉ vì chuyện không đâu dẫn đến cái chết của trung sĩ hình sự Phan Lê Sơn và nữ khoái Dung Hà. Nằm khó dấm dứt một hồi, Nam Cam lại ngồi dậy tiếp tục nói chuyện với cái bóng. Rồi Nam Cam chợt đứng phát dậy, co hai tay đấm vô ngực mình. Cuộc sống còn ý nghĩa gì khi nỗi đớn đau sám hối cứ hành hạ tao từng giờ từng phút? Tội ác đã trừng phạt, đã gieo thì phải gặt. Nam Cam thường xuyên hoảng loạn tâm lý như vậy, vui đó rồi buồn đó, đang cười nói bỗng lên cơn giận dữ, khóc lóc la hét chửi bới. Lúc tĩnh tâm trở lại, y suy nghĩ về hành vi và tội lỗi của mình, ân hận tiếc nuối, nhưng tất cả đều đã muộn màng, không còn cơ hội thay đổi được gì nữa, bởi cả chủ tịch nước từ chối tha tội chết cho y vì tội lỗi quá dày, sự ăn năn không cứu chữa được nữa. Nam Cam kỳ 36, phát súng kết liễu đời Nam Cam, trả nợ kẻ gieo tội ác. Ban ngày, khu tử tội chìm trong yên lặng, trộn rộn vào giờ ăn, rồi sau đó mỗi người chìm vào suy tư riêng của mình. Sau thời gian hoảng loạn, ban đầu tinh thần Nam Cam dần ổn định trở lại, sống trong những ngày tháng được xem là cuối cùng của cuộc đời. Nam Cam thường đọc kinh Phật và luôn nghĩ đến sư cô Diệu Quang. Có lẽ nhờ vậy Nam Cam đã hiểu ra rằng hành vi tội ác của y phải được trả giá một cách tương xứng theo thuyết nhân nào quả nấy. Y chỉ xin được một ân huệ cuối cùng, khi chấm dứt kiếp người, linh hồn được sớm siêu thoát. Linh cảm mình sắp đi, Nam Cam tắm gội sạch sẽ, khác thường, đòi mặc quần áo tù mới, cả đêm trằn trọc không ngủ. Hết trở mình lại nhìn đăm đăm lên trần nhà. Ngày 21 tháng 5 năm 2004, quyết định thi hành án tử hình Trương Nam Cam, Nguyễn Việt Hưng, Phạm Văn Minh, Nguyễn Hữu Thịnh và Châu Phát Lai Em được ban hành. Công an thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Công tác chuẩn bị pháp trường được tiến hành chu đáo. Hàng loạt các thao tác kỹ thuật đã hoàn tất một ngày trước khi đưa phạm nhân từ trại giam ở Tiền Giang về trại giam Chí Hòa.
0 giờ ngày 3 tháng 6 tại trại tạm giam, thủ tục chuyển trại cho 5 tử tội được tiến hành. Các tử tội được đưa lên xe, tiếng xích chân va vào nhau, âm thanh khô khốc vang lên trong đêm sương lạnh buốt. Trước khi bước chân vào trong xe bít bùng, ai cũng cố nấn ná vài giây đưa mắt nhìn xung quanh. Đêm trước trời mưa rất to, mới tạnh được chừng 2 tiếng trước nên không khí khá mát mẻ và ẩm ướt. Một vài giọt mưa còn đọng trên các tán cây rơi lộp độp. Rạng sáng, năm bị án Trương Nam Cam, Nguyễn Hữu Thịnh, Nguyễn Việt Hưng, Châu Phát Lại Em, Phạm Văn Minh được đưa ra xe rời trại tạm giam của Công an tỉnh Tiền Giang một cách khá lặng lẽ. 1 giờ 45 phút, đoàn xe áp giải 5 bị án Sừng Sỏ một thời đến chân cầu Tân An. Gần 2 giờ 30, tại trại tạm giam Chí Hòa, 5 bị án vẫn chưa biết gì về sự sống và cái chết đang được tính từng phút đối với họ. Vẫn nói chuyện bình thường bởi họ cứ nghĩ rằng đó chỉ là thủ tục chuyển trại bình thường. Trương Nam Cam, Nguyễn Việt Hưng đều không giấu được thoáng bất chợt rùng mình. Rất có thể đó là cái rùng mình cuối cùng cho phút giây nuối tiếc tự do và cuộc sống. 3 giờ 30, cả 5 tử tù được đánh thức, lần lượt được dẫn giải vào hội trường của trại giam Chí Hòa để lăn tay xác minh lại lai lịch, làm các thủ tục cuối cùng. Họ nghe tuyên đọc quyết định thi hành án và được cho viết lời trăn trối gửi người thân, gia đình trước sự chứng kiến của đại diện viện kiểm sát, tòa án và công an. Đến phút này, Nam Cam cùng 4 đồng phạm mới biết chắc là thời khắc đó sống chỉ còn được tính bằng giờ, bằng phút. Sau đó, hội đồng thi hành án bắt đầu các thủ tục cho thay áo quần mới, bữa ăn cuối cùng được mang ra. Lúc này, 5 bị án mới chợt hiểu ra mọi sự. Một đùi gà, một chiếc bánh bao và một chai nước ngọt, nhưng không ai có thể nuốt nổi. Ông trùm thế lực đen một thời cũng không còn chút can đảm để đối diện với cái chết cận kề. Vẻ mặt thất thần như vô hồn đã thay vào bằng khuôn mặt đầy tinh danh, mưu mô xảo quyệt vốn có của Nam Cam. Đoàn xe chuyển tử tội tiến ra Thủ Đức, có xe mô tô cảnh sát dẫn đường, bảo vệ hộ tống. Để đảm bảo an toàn, từ suốt đêm trước, tất cả các ngã tư, giao lộ mà đoàn xe đi qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh đều cắt cử cảnh sát giao thông trực sẵn. 5 giờ sáng ngày 3 tháng 6 năm 2004, đoàn xe chở tử tội Nam Cam và 4 đồng phạm tiến vào pháp trường ở phường Long Bình, quận 9. Sau nhiều tháng kể từ phiên phúc thẩm, nay mới được nhìn thấy nhau. Hai tử tù trẻ tuổi Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Hữu Thịnh cố ngoái cổ nhìn chiến hữu. Hai người đều ăn hết bữa sáng gồm bánh mì, bánh bao, đùi gà, nước ngọt. Nam Cam và Văn Minh giờ như kẻ mất hồn, ngồi bần thần. Châu Phát Lại Em mặt đổ tràm, chân tay hơi run. Cột bắn đề rõ tên của 5 bị án được sắp thành hàng ngang theo thứ tự: Phạm Văn Minh, Trương Văn Cam, Châu Phát Lại Em, Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Hữu Thịnh. Được dẫn xuống xe, cả 5 tử tội hầu như không bước nổi, phải có người xốc nách dìu đi. Trời chưa sáng hẳn, đặt chân xuống đất, vừa thấy tên cột bắn và bảng tên đề sẵn, Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Hữu Thịnh gần như quỵ hẳn, run bần bật. Các bị án người được dẫn vào vị trí sắp thành hàng ngang. Tờ mờ sáng, các thủ tục trước khi bước ra pháp trường hoàn tất. Tuy không công khai nhưng xung quanh trường bắn lúc này đã có hơn 200 người dân, thân nhân những bị án, và lẫn trong đó có cả những người từng là nạn nhân của băng nhóm tội phạm Nam Cam, chờ đợi giây phút đền tội của những kẻ thủ ác. Tại khoảng giữa của trường bắn, cách chỗ 5 tử tù chừng vài chục thước, hội đồng thi hành án làm việc trong chiếc lều bạt. Các tử tù đã được bịt mắt bằng một mảnh vải đen, lần lượt bị cột vào cái cọc giống như cái thang, cao hơn 2 thước. Hai chiếc đèn pha trên nóc ô tô chờ cảnh sát bảo vệ đủ ánh sáng để hội đồng thi hành án nhìn thấy mọi việc đang diễn ra. Tội trạng từng người, từng tên được nêu tóm tắt và công bố quyết định thi hành án tử hình. Tất cả diễn ra trong vòng nửa tiếng.
Tiểu đội hành quyết dàn hàng ngang, tiến lên phía trước, đối diện năm tử tội. Đội trưởng hành quyết ra lệnh, giọng đanh gọn: "Tất cả vào vị trí, chuẩn bị, bắn!" Hàng súng có gắn lưỡi lê dương lên, ngang tầm mắt các xạ thủ. Ngay sau khi mệnh lệnh hành quyết, loạt đạn banh khô khốc, ghê rợn vang lên. Tiếp theo là 5 phát đạn ân huệ cuối cùng dành cho tử tội. Những chiếc dây thừng buộc tử tội vào cọc được mở ra. Xác Phạm Văn Minh, Trương Văn Cam, Châu Phát Lai Em, Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Hữu Thịnh mềm nhũn, trắng bệch đổ về phía trước, nơi đã đặt sẵn 5 cỗ quan tài. Các bác sĩ pháp y làm nhiệm vụ báo cáo hội đồng thi hành án, cả 5 tử tội đã chết. 5 giờ 45, đội thi hành án đã hoàn tất việc thực thi pháp luật. Vậy là những kẻ gây bao điều ác đã đền tội. Chết là hết, hay chết là bước chuyển tiếp qua kiếp sống khác, dưới hình thức đời sống khác, cảnh giới khác. Điều này tùy thuộc vào tín lý của mỗi người theo tôn giáo của họ. Nhưng trên tất cả, những kẻ phạm tội phải nhận lấy bản án chết. Như Nam Cam là bài học cảnh tỉnh cho những ai đang lầm le nhúng tay vào tội ác. Từ chối ân sủng lớn nhất tạo hóa ban cho con người là sự sống. Vật chất là vô tận, có lúc nó mang lại nhiều ý nghĩa, làm cho con người ta sống tột đỉnh, hạnh phúc, rồi có lúc nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Tệ hại hơn, phải trả giá rất đắt về những gì mình đã làm để tìm kiếm nó. Nam Cam hiểu ra chân lý giá trị của cuộc sống thì đã không còn được làm người theo lẽ sinh tồn của tự nhiên. Những phát súng kết thúc cuộc đời của 5 kẻ tội đồ từng gây bao tội lỗi là mối hiểm họa cho trật tự xã hội. Đó là cái giá phải trả cho những kẻ bất tuân luật pháp, xem thường mạng sống của người khác. Trời rạng đông, mặt trời sẽ mọc, tội ác của Nam Cam và đồng bọn đã được xóa sạch trước bình minh của ngày mới. Nam Cam kỳ 37, bí ẩn hành trình cứu xác Nam Cam ra khỏi trường bắn. Sau loạt đạn khô khốc vang lên, 5 tử tội gồm Nam Cam và đồng bọn đã đền tội tại trường bắn Long Bình ngày 3 tháng 6 năm 2004. Sáng hôm đó, con cháu Nam Cam tới thắp hương khấn mộ y được chôn cất tại trường bắn. Khi đang hành lễ thì có một người đàn ông lạ mặt nói chuyên làm nghề bốc xác tử tù tại trường bắn, gợi ý gia đình Nam Cam chọn gói dịch vụ rời mộ. Đó chỉ là cách nói văn hoa, chứ thực ra đó là một lời gợi ý trộm mộ. Tuy nhiên, do còn quá đau buồn, chưa xác định được lai lịch và độ tin cậy dịch vụ của người đàn ông kia mời chào, nên con cháu Nam Cam không đồng ý. 3 ngày sau, khi những thân nhân của Nam Cam đến pháp trường làm lễ thì phát hiện mộ của Châu Phát Lai Em, một đàn em của Nam Cam cùng bị thi hành án tử đã được dọn bằng phẳng. Đúng lúc đó, người đàn ông hôm trước lại tiếp tục đến gặp con cháu Nam Cam và cho biết vừa thực hiện dịch vụ đưa xác của Lai Em đi nơi khác. Người đàn ông này ngỏ ý sẽ đưa xác Nam Cam và Nguyễn Hữu Thịnh, cháu gọi Nam Cam bằng ông, đi nơi khác, giá trọn gói 140 triệu đồng, bao gồm tất cả chi phí nếu gia đình Nam Cam đồng ý. Theo đó, sau khi bị thi hành án tử hình, xác Châu Phát Lai Em được thỏa thuận đưa ra khỏi pháp trường với giá 60 triệu đồng. Lai Em sau khi đưa ra khỏi trường bắn được tẩm liệm lại trong quan tài mới. Giữa đêm, hàng chục người đi trên xe du lịch chở xác đại ca đến Gò Dưa, nơi cái huyệt được đào sẵn, không kèn trống, đèn đóm, chỉ lập lòe vài đóm nhang. Đến 1 giờ đêm, công việc chôn cất đang diễn ra thì lực lượng bảo vệ nghĩa trang phát hiện một số người trong đoàn an táng vụt chạy. Người nhà trai Phát Lai Em gào thét thảm thiết, quanh dòng người hiếu kỳ đổ tới rất đông. Sự việc nghiêm trọng sau đó phải báo tới cơ quan công an, khiến không khí trở nên rất căng thẳng. Sau đó đến tờ mờ sáng, việc chôn cất xác đại ca giang hồ khét tiếng mới được cơ quan chức năng cho phép. Sau lần rời mộ của Châu Phát Lai Em, Nam Cam được nhóm đào mộ đưa đi với chi phí dịch vụ cắt cổ. Tuy nhiên, xác ông trùm đã được đưa đi đâu đến bây giờ vẫn còn là bí ẩn, chưa có lời giải đáp. Có người nói sau khi xác ông trùm bị trộm đã được đưa về nghĩa trang Gò Dưa an táng,
Có người nói đưa về Tiền Giang, kẻ lại nói chôn cất ở Đồng Nai. Cho đến gần đây, giới giang hồ có tiết lộ thông tin khi xác ông trùm được khai quật đã nặng mùi. Tuy nhiên, việc khâm liệm lại vẫn được làm tử tế. Người nhà cũng có ý định đưa ông trùm về Gò Dưa an táng, nhưng sự việc trần ai của Châu Phát Lại Em trước đó đã làm họ thay đổi ý định. Ngay lập tức, xác Nam Cam được hỏa táng và mang vào chùa gửi, nhưng không rõ là ở đâu. Vì vậy, đến bây giờ, nơi an táng xác ông trùm Nam Cam vẫn còn là một ẩn số. Việc đưa xác Phạm Văn Minh, tức Minh Bu, ra khỏi pháp trường cũng được chào giá 80 triệu đồng. Sau nhiều lần mặc cả, nhóm trộm xác đồng ý giá 60 triệu. 3 ngày sau, xác Minh Bu được khai quật, đưa chôn cất ở nghĩa trang gần trường bắn. Còn Đỗ Trọng Nghĩa, tự nghĩa Mười Đen, cũng được một nhóm trộm xác đặt vấn đề giúp đưa xác Nghĩa lên tắm rửa, thay quần áo rồi chôn lại với giá 6 triệu đồng. Do muốn con mình được yên nghỉ, gia đình đã đồng ý giao tiền cho bọn chúng để thực hiện. Ngay sau đó, nhóm trộm xác này còn tiếp tục cò quay đưa xác Nghĩa ra khỏi nghĩa địa với chi phí hơn 80 triệu đồng. Sau hàng loạt vụ trộm xác Nam Cam và đồng bọn gây chấn động dư luận, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra đường dây trộm xác tại pháp trường gồm 9 tên. Hai kẻ cầm đầu là Phạm Quốc Thanh, tự Thanh Mập, sinh năm 1966, và Lê Hoàng Phước, tự Tỷ, sinh năm 1973. Dưới trướng chúng có 7 đệ tử gồm Lữ Phụng Sơn, tự Ba Son, sinh năm 1955, Nguyễn Văn Tiếng, tự Tiến, sinh năm 1970, Phạm Quốc Thành, tự Phạm Hữu Thành, sinh năm 1971, Dương Văn Tâm, sinh năm 1978, Trần Văn Phúc, sinh năm 1973, Bùi Thanh Hòa, sinh năm 1981 và Hồ Văn Cát, tự Đại, sinh năm 1969. Phi vụ trộm xác Nam Cam và đồng bọn đã thu lợi cho chúng khoảng tiền 250 triệu đồng. Phạm Quốc Thanh, tự Thanh Mập, là người cầm đầu đường dây trộm xác Nam Cam. Thanh Mập trước kia là người chuyên đào mộ và chôn cất tử tù ở trường bắn. Dưới trướng Thanh Mập là hàng chục anh em thân tín trước cũng làm nghề khâm liệm tử tù. Ngay khi cuộc thi hành án tử hình trong đường dây Nam Cam và đồng bọn kết thúc, Thanh và Lê Hoàng Phước, tự Tỷ, đã tới gặp người thân tử tội ngã giá với xác Nam Cam và đồng bọn đi nơi khác. Việc đào trộm được tiến hành cùng một kịch bản lặng lẽ và nhanh chóng, ngay trong đêm đã hoàn thành. Sau khi trộm xác Nam Cam và đàn em, kinh thiên động địa, người ta mới vỡ lẽ xác của một loạt các tử tù đại gia trong các vụ án kinh tế như Phạm Huy Phước, Lê Hữu Cảnh và Trần Quang Vinh, Tameco hay Tăng Minh Phụng và Phạm Nhật Hồng, Epeco cũng đã bốc hơi khỏi pháp trường từ trước đó